Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định. Sau đây em sẽ quay hai sản phẩm là một sản phẩm nhưng mà hai số lượng là hai con, đó là bao Yamaha BC2002 Monitor, là dòng bao nâng cấp của dòng 2002. Thì bên em có phân phối rất là nhiều bao, nhiều bao khủng hơn là bao to nha. Bao to đợt này thì về một cái là một một cục thôi, rồi đã giao cho bên Bắc ở Lâm Đồng. Thì hai con bao này thì giá rất là hợp lý cho anh em, cũng chỉ giá là 12 triệu thôi nha, 12 triệu thôi, bao ship toàn quốc cho anh em, còn ở chỗ bán xa thì em không có biết. Về mọi chi tiết mua hàng thì anh em cứ liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình, và xin mời tất cả anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Bên em cũng hay về rất là về nhiều những hàng độc lạ và chất lượng, và giá cả cũng rất là hợp lý cho các bác. Nhưng là bên em lấy hàng có ít khi mà qua tay người khác nên giá rất hợp lý cho anh em. Rồi sau đây em sẽ quay em mặc với rất là sạch sạch sáng chúa nha, tất cả là hoạt động ok, em đã test rồi nha. Là khi sản phẩm mà em đưa lên này thì là những sản phẩm em đã test rồi, khi mới đưa lên cho anh em được. Còn em nào thích sản phẩm thì cứ liên hệ và em sẽ ship hàng toàn quốc đối với những các bác mới mua hàng. Không nói chi với những anh em mà đã mua hàng bên em, thì các bác mới mua thì ai mới mua cũng lạ lắm thì cũng ngại, thì có thể cọc tiền bên em thì em sẽ ship hàng tận nơi cho các bác xem hàng đúng sản phẩm rồi thanh toán bên giao nhận. Rồi em cảm ơn và xin phép là dừng video. Nay là ngày 2 tháng 7 năm 2019, em giới thiệu hai sản phẩm này và tiếp tục em sẽ giới thiệu tiếp sang nhiều rất nhiều sản phẩm. Rồi, em hẹn anh em ở video kế tiếp nha.